Dập đâu? Dập tôi đâu? Dám dập. Mai đi. Chim được chứ mình. Không vào đâu là thua Tâm Tinh nhé, đừng có đùa. Thoải mái đi. Đi nữa, bắt đầu Tâm Tinh cho mình phang. Nó để cho ông mua, để cho ông run đi. Run thoải mái đi, tí rời mặt nó phang mấy phát rồi ông. Quần to là đánh trong được đấy, to luôn nó. Thoải mái mày. Cái anh chứ bảy rồi. Tam tinh với 500 bằng. Luôn nhá. Xin tím rồi, xin tím rồi. Tím rồi, tím rồi. Còn đâu nó chạy, còn đâu nó chạy, tao tin còn đâu nó chạy, đánh cùng. Anh đâu sớm mà. Đó. Dạ. Ngắn chim rồi à. Dạ. Run thoải mái đi, mày. Run gần mệt em gì đâu. Anh Thành em chấp 7 nè. Bắn đánh rồi. Chấp 7 nè. Thấy rồi. Thấy rồi, không đánh gì đâu. Chấp 7 nè. Tí nữa, không đánh rời mặt nó phán ra mấy chục này đi. Anh em có chấp 7 nè. Vào đây không anh? Chú ấy đi. Chết nằm sân nhà luôn. Ông thở ra, ông sẽ bị thở ra. Đâu à, thở ra tí rồi mặt cái Tâm Tinh nó phán hai hát thôi. Về nhà nhá. Chạy chạy đâu rồi? Vậy gọi là sân nhà chứ. Sân nhà. Đi rồi bà, đi rồi, nước quận rồi bà. Đây này, có Tâm Tinh có 500 bằng. Đánh bằng là 500 thôi, không phải chấp đâu. Chấp gì đây, có 500 thôi. Đi mẹ, chạy ngay từ đầu rồi bạn ạ, nó sao đâu. Không ăn đấy không ạ, nó chạy từ lúc kia rồi. Mệt rồi. Mệt rồi, thua đấy, không run nữa là thua đấy. Đúng rồi, chung luôn thì không phân phối được. Thả rồi ra. Kiên đi chết đi. Có bãi già không có đủ ăn em ấy, không phải có đủ ăn đánh nữa. Ông cứ run vậy tí rồi bật Tâm Tinh cho bác hai phát chạy ngay em ơi. Quỷ ngay đi. Điện đi bao giờ Tâm Tinh mới chạy. Không có dậy đâu đâu mà. Có đau đâu mà có bị sao rồi. Cái gì đâu. Ý ông thở như một ống vậy. Trời ơi.
Rồi đâu mà. Đấy, giật rồi, giật rồi. Chân nó bơi kìa. Thế là chân nó bơi kìa. Vẫn đánh nhau nhiều mạnh em ấy. Chạy chứ chạy được. Đi mẹ, đéo có con nào phang vẫn nào rồi. Đi nhà nhau đi rồi. Đây có khoảng 7 cho ai này. 7 này, 7 triệu, 10 triệu rồi. Bây giờ ông lên bằng nữa, anh đánh cái gì nữa. 7. Chị đợi ra vui. Ôi vẹo mà chơi chắc thế này là quá hay rồi. Quá hay rồi. Con này thì nó chuyên núi rồi. Ăn xong nó chỉ núi thôi. Núi á, yên tâm rồi. Máy đi, em mời. Vô tư đi. Run đi, run nữa mệt. Yếp thì có đuổn đâu. Thế nó mới mệt em ơi. Yếp, đuổn. Yếp không nó cái gì. Nguồn thở nơi thở mạnh rồi nóng mệt ấy bắt đầu phán đấy bắt đầu phán đấy nha anh ơi, chim đen xì chim kia tươi đúng không được tươi thở ông thấu chân sâu rồi chạy giờ chính xác anh đối với là người biết chơi đấy. Ý ủa, thuốc nào đâu mà. Nhấp đi, cái nhấp đi. Nhấp đi. Vậy trận này phải 30 phút. Vậy đâu, vậy mình cù bánh mới đánh. Đánh nhau luôn. Đây nó gọi là thi chung. Đi áo với tôi. Chắc là như vậy. Nè cái con sâu nó ăn như là máu nó nhiều hơn vậy. Thở rồi nha, thở rồi, thở rồi, thở rồi. Thở rồi. Chim cát chim tinh đen rồi. Chim tinh đen rồi. Tam tinh nó chuỗi dầm này không bao chạy được. Vậy thôi, cứ dậy thôi. Biển biển. Vậy thoải mái đi. Nó gồng người. À, đúng rồi. Cống à. Chim thâm rồi. Bắt đầu luôn rồi. Dắt bộ chim đẹp thế. Bằng đây. Bằng rồi. Bộ lên vào á. Tập tin đánh bằng đéo ai bắt rồi. Tép rồi. Chúng mắt đánh con nào rồi. Tập tin đánh bằng rồi. Chúng mắt hai chỗ bằng bắt rồi. Ok. Thu rồi mắt ạ. Chim tím thâm rồi. Châu này thui, thui. Chim tím thâm mà đùi vàng đánh tới tấp đánh có cái đoàn gì đâu mà. Nếu có đoàn gì, run nó. Ép đi, ép một lúc rồi tự chết. Ép thì nên chim đi đen xì. Mệt thôi, mệt rồi nó chạy mà. Thì chết được ăn đoàn đỡ. Bố mày làm người rồi. Chú đánh có 25 rồi. Ôi, nè chạy ơi, chạy ơi. Nè ơi, chạy ơi, hết sao rồi. Chạy ơi. Ép đi. Ôi, bị đè rồi, bị đè hết rồi. 9 mét chim rồi. Ép đi. Thoải mái đi, run thoải mái đi.
Con đồ nào ra nốt đi. Con đồ nào ra nốt đi. Thế rồi. Thế rồi. Thế rồi. Thỉnh thoảng cứ sập phất về. Dọa ai mà. Thu rồi. Thu hẳn rồi. Thút kia thút. Chơi đi em. Dựng mặt đi cơ. Xong rồi. Vã mặt nữa. Xuống rồi gồng với người cụp gãy cổ gãy cổ. À cũng mệt tí nữa đi. Anh em đây. Đang đánh anh em, không biết có nào ai chim không anh ngồi anh xem nào. Em đang quay, đang đánh rồi anh ạ. Anh được 10 phút rồi. Lát cổ. Dỗ chim. Mô hết cả pin điện thoại đây này. Mười mấy phút rồi đấy. Gặp bà cổ rồi. Đúng hết người. Dạ. À vậy. Đúng rồi, họ mang trái, thằng tính nó vã chết ngay. Vã một nữa. Thằng tính người cho chấp lại chứ không? Đánh từ nãy thằng tính nó sất luôn. Tông mắt rồi, 3 có 8. Đi đuổi. 3 có 8. Dài quá rồi. Rồi hai quá chú ạ, chịu 6 đôi. Mất chất 8 này, có 8. Chất 8 này. Đánh hồ chú ý. Chị em ơi, anh em chết ở đây luôn. Thấy chưa? Được, chịu 6 đôi chú ạ, hai quá. Nhớ chịu được phải xoay. Đâu? Đâu? Địt mẹ áo quả. Thằng tí cho nhanh vặn nôn. Ô mà. Nôn. Chuyên chú ơi. Vừa dậy tập tình chưa? Ủa, còn đánh nhau đâu? Mày thì cũng còn phải lâu, cứ thoải mái cứ đánh nhau. Đại với con kia đâu, phải đến lúc mệt, mà mệt rất hơi, chắc phải 30 phút. Mình bỏ chịu tư lắm, đây đây, chẳng đánh anh ạ. À, chưa đi. Bây giờ đánh nhau nó có nhìn đuôi. Đấy, đuôi nữ thế kia được thoải mái. Thì ông kia toàn gồng đấy anh ấy. Ừ, còn cọc biết rồi đó. Người ông ấy tổng lực thì... Qua trông người nó bé như cổ nó to hơn như này. Thôi. Hai vé mua vậy là quá hay rồi. Nó phải ép vào. Ép vào như con dư phạm chí. Con run lên, nóng lên là chít. Mạng chú kém nữa. Đi chặt thì nó phải ép. Mày ngược nắng, sang bên kia. Bên kia mặt trời. Mình biết đây chú. Nãy sao mới kêu á? Máy nó 4557. Ừ, đồ mới đi chú. Em vui cho 11. Chú vui cho 11, ba mắt rộng. Anh bên kia thì nét hơn. Thỉnh thoảng lại giặt phát về. Nó phải ai nhỉ? Đánh vào đâu mà. Nó chưa bị việc xước thì... Mệt như nó cũng không hở, nó cũng thịt chặt. Đánh cho nó chạy em ơi. Thì chắc cái gì. Chắc đi quay đầu ấy. Hai nhựa không ra. Kìa có sừng con tam tinh thấy ướt tí đấy. Ý dội thả khói bay như kiểu vậy. Trong tam tinh có bị sao đâu? Xì xe khô lắm. Tam tinh có bị sao đâu? Xe máy ai kia rồi lại chạy dẫn đi thôi. Khôn nhá. Tao tỉnh được quay nhá. Chạy đâu? Đùi nó phẳng đấy. Nó phẳng. Con này nó kia dắt về nhà nó hay gì vậy? Càng ngày càng đi về nhà rồi. Lại quay lại đi, đúng rồi. Núi nó pháng mà. Núi nó pháng như sợ trường mà. Thoải mái đi!
cầu ở đây, đang tìm cầu đấy. Xong rồi, xong rồi. Xong rồi. Nghe vậy rồi nghe ấy. Yêu ơi. Bắt đây. Đây. Ôi, chúng cái gì đâu mà xoạc. Cái này nó chẻ đôi tay cái này. Đèo mày ăn thua gì? Đầu như thế nó còn đéo chạy thôi làm thua gì? Đấy như kiểu là dao mài nhau ấy. Thả lắm rồi, thả mạnh lắm rồi. Con tam tinh thả. Tam tinh thả mạnh lắm rồi. Sự vẹn con nào con ván tan nát rồi phăng tan nát bét lừa tử con nào con ván anh em quay bao nhiêu phút rồi nhở thua con nào con ván chú Khánh lên đi Quang à. Mất tài rồi kìa. Đi đâu? Đừng mất rồi. Vào đâu? Tía! Chạy rồi! Bắt sâu! Xe máy! Luôn đi đấy cho được ra đi. Mẹ tụi gì? Đi mẹ chạy đi. Xe đây. Dây đâu? Thiếp một tay, thiếp một tay, thiếp.